dàn karaoke gia đình công suất lớn 3 kênh cho anh Hùng ở Lai Dung Đồng Tháp. Thì anh Hùng đặt cái cấu hình của dàn này như sau, là một cặp full 4 tấc từ 190 còn 75. Dưới là một cái sub 5 tấc từ 220 còn 100. Đây là cục đẩy 3 kênh. Cục đẩy 3 kênh 60 sò, mở một kênh là 20 sò ha. Hai kênh là em đánh full, một kênh đánh sub. Rồi, tiếp nữa là một con vang của hãng TD. Con vang này tiếng rất sáng luôn nha mọi người. Bén lắm luôn. Đây. Và trên là một con nâng tiếng của hãng TD Acoustic luôn. Đây, nâng tiếng này đang rất là nổi, Ultra 800. Và trên cùng là một con micro của hãng Shure, có mã là U-23. Anh em nhìn thấy cái tay mic của nó rất đẹp. Đây là cái mẫu mới nhất của hãng Shure ha. Đây, hai tay mic đực, mic cái, mic nam, mic nữ. Rồi, bây giờ em sẽ test một đoạn âm thanh cho mọi người cùng nghe ha. Bên em thì làm rất là thực tế, em quay điện thoại sao là em up lên như vậy, chứ em không có chỉnh sửa hay tăng bass tăng chép như mọi người nghe. Anh em nào làm thợ nghe là hiểu ha. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số hotline phía trước màn hình, sẽ có một phần kỹ thuật và chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho anh em hiểu rõ hơn, chi tiết hơn. Anh em nào cứ đến trực tiếp cửa hàng nghe âm thanh, nó sẽ hiểu được âm thanh nó chất lượng hơn ở trong điện thoại như thế nào ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mất hết rồi, tôi còn gì em?